Đây là hoa nhãn. Hoa nhãn nay mới đầu lốp đốp với nở tí. Đấy, chưa rộ lắm. Chắc 3 hôm nữa đi là vừa. Nay là ngày 22 tháng 2 âm lịch. Thế thì cũng như năm ngoái là tầm giờ là hoa nhãn đã hết. Mà năm nay giờ hoa nhãn mới vào đầu mùa. Thì năm ngoái chúng ta cũng thấy cái tầm 17, 18 âm đấy là trận rét về. Thế thì hôm qua là cũng mất trận rét nó về. Bây giờ mất 2 ngày. Đàn ong là mất 2 ngày không đi kiếm ăn được. Tôi thì cũng có một cái số hòm là nó bị hỏng. Giờ bắt đầu mới chuyển ong sang. Đàn ong sau khi mà nó đã không đặt thước. Đặt thước là cái cự ly của nó là nó không không tốt lắm nhá. Đấy, cầu nhộng này là đang chuẩn bị nở. Cầu này nở hết vào nhãn là vừa. Nhãn năm nay thì nó cũng chưa được rõ lắm. Rõ cái thời gian hoa nở. Thời gian hoa nhãn là nó chỉ nở trong vòng 15 ngày đến 20 ngày thôi là có mật. Các bác là chú ý là cố gắng. Thời gian tới này rét tháng 2 này thì nó cũng không rét đậm lắm. Nó bằng miệng rồi, nếu mà mất 2 ngày mà mưa này mà không có là ngày mai là tôi được quay đấy. Nếu mà cứ nắng như ngày hôm 20 âm. Chỉ 5 ngày là được quay thôi. Cái tốp này mà nó nở ra nữa là ong rất đông. Ong nội là ưa dùng thước nhé. Chúng ta mà không dùng thước là chúng ta ong nó luyện mật là nó kém. Nội là phải dùng thước. Nhộng rất đẹp. Nay ông nó đói rồi này, trông rồi nó xỉn đi là nó bé. Nó nở ra là vừa. Cái hòm này là nó đang sụp sạch như này. Tí nữa về phải sửa lại. Đàn ong
sang hòm để sửa hòm, những cái hòm nào mà uộc đẹp quá là phải thay lại, chốt lại. Cái hòm gỗ sung là nó chỉ được 5-7 năm thôi, nhưng cái hòm gỗ dâu là nó được nhiều hơn. Ong này là co cụm hết lại. Đây là cứ bỏ là cái hòm gì tháo thước ra rồi cho làm cái hòm nó rộng, cải tiến lên. Đây hòm ong ý đây. Đấy. Có hai cầu thôi. Cái này nhét vào trục cầu ông nội thì có mà thoải mái, ok. Không phải là tháo thước ra mà thùng ong rộng mà nó không chia đàn đâu. Còn đàn ong mà đã không chia đàn là chẳng qua là ong sơ lít, ong sida. Có quân đâu ra mà nó đòi chia. Tính chất của đàn ong nội là thế đàn của nó bé. Đã thế đàn bé thì là lại tính chia đàn cao. Rồi, nó lại thế cơ. Thế đàn bé nhưng mà lại tính chia đàn lại cao. Rồi. Chỉ cần quân đông là dựng mũ chia đàn. Đây mũ chúa đây. Là dựng mũ chia đàn. Đấy, chúng ta là phải chú ý. Ong nó tính chia đàn cao lắm, nó không như cái thằng ong ngoại. Nhậu lên rồi đấy. Có khi phải dừng quay thôi. Chúng ta trong cái phiên nhậu này. Nhậu thì chúng ta rất tốt. Bản năng của nó là ong nội là thế đàn của nó bé mà tính chia đàn của nó cao. Thế mà cứ chúng ta cứ quay vào vòng 1 là đàn ong mà tính chia đàn thì đấy mới là đàn ong khỏe. Thế còn đàn ong mà đã không chia đàn là đấy là những cái đàn ong yếu, đàn ong sida, nó không có quân. Nó xây ngoài ván ngăn này là nó vẫn cứ xây ra, nó bò ra đi nó để. Nếu mà hai hôm nay là ngày 22 đấy, hai hôm vừa rồi đấy mà nó cứ nắng lên đấy là nó sẽ ấn mật vào đây. Con ong mà nó đói ăn thì nó không bung ra. Nhiệt độ hôm qua đến nay nó rét. Động vào cái máy quay là nó quay. Còn đây là cái màu móng ý đấy. Mà ông ý tôi cũng nuôi thử rồi. Đấy. Cũng nuôi thử nhưng mà vẫn có cái tính chia đàn cao. Rộng mà đàn ong đông là nó cứ chia thôi. Không thể tránh được. Chúng ta chú ý đừng có nghĩ là cái đóng cái hòm ong rộng mà đàn ong nó không chia. Đàn ong đông thì nó mới chia đàn, chứ còn là đàn ong yếu nó không bao giờ nó chia. Đấy là về cái bản năng của con ong rồi. Mà thế đàn của nó bé thôi. Thế đàn của nó to thì ai chả thích, nhưng đàn ong to này nhiều mật. Mà không phải đi bắt ong. Ong này là không biết là đến chiều nó có hành không. Tôi cứ tin tưởng là về cái mùa này là cái đàn ong thì cái thời tiết về tháng riêng 2 này đấy thì cứ sáng nó rầm rời. Giờ nó cũng tầm 10 giờ rồi. Tầm giờ thì nó đang có cái chiều hướng là nó hành. Thế này mà nhiệt độ cao mà hoa nhãn là nó phải nhiệt độ cao phải bằng cái hôm xưa tôi quay lúc chiều tối đấy, cái video
đông quân như thế thì mới được. Chúng ta chú ý. Tôi còn cỡ khoảng 3-4 cái hòm đẻo nữa. Như cái hòm này. Nắp nùng được. Nắp chẳng ra nắp. Đấy. Nắp thế mà vẫn cứ nuôi được. Nên bắt buộc rồi giờ phải lôi ra cái này là làm lại nắp. Sửa nắp. Làm liều lắm, đến cái lúc ấy thì cũng quay mặt xong là cũng cứ để nguyên như này thôi. Ông bốn như này mà no mặt nó giãn ra đông lắm, nhất là vào đợt tới này vào nhãn. Còn một số cái hòa mà sửa nốt là xong, lên đường đi đánh mật nhãn. Thì trong cái thời gian này thì nó cũng chẳng có cái gì về cái chăm sóc, thì chúng ta chịu khó quay mật. Sáng các bạn mà cứ thấy nó mù rời là chúng ta cứ lấy nhá. Như sáng hôm nay là ngày 22 lạnh, chúng ta cứ lấy. Lấy về sáng thì con ong nó meo, nó đói là nó dư, nên là chúng ta cứ phải chuẩn bị gang tay gang thủng cho nó đầy đủ vào. Đấy, tránh làm sao ong đốt thao tác nó nhanh, càng nhanh càng gọn nhẹ càng tốt. Đấy là cái vấn đề của lấy mật. Đấy, thời tiết sáng nó cứ âm u thì đến tầm trưa chiều thì nó sẽ hỉnh, thì chúng ta đàn ong ổn định là chúng ta yên tâm. Đấy. Mà cứ mù mù rời này mà nó phải nhiệt độ cao nhá, từ 25 giờ lên ấy, 25 đến 30 độ là có hoa nhãn là nó tiết mật rất tốt. Hoa nhãn là phải tiết mật ở độ cao nhé, không thấp đâu các bạn chú ý. Thế thì video hôm nay cũng đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã đăng ký, nhấn chuông like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, hẹn gặp lại sau.